Mẹ anh kêu là đi, kêu anh đi lấy vợ đi. Cũng lớn tuổi Gì rồi, nên là anh mới kêu là anh nghỉ làm YouTube á, và chỉ còn ở nhà chơi thôi. Rồi các bạn kia sẽ lo cho anh hết. là anh sẽ đi đúng không? Thì nói chung là có chuẩn bị hết rồi, hết năm nay là sẽ cưới. Bye bye. Ủa đi luôn rồi, ủa. Hello mọi người, lại là mình đấy, Jun nè. Thì clip của ngày hôm nay là mọi người biết gì không? Mình vẫn tiếp tục về đi cho Uni. Hôm qua là mình có đăng cái clip kia lên là mọi người cứ kêu mình là sao anh Jun sợ chị Uni vậy? Còn các bạn kêu là Uni là nóc nhà chắc chắn là anh Jun phải sợ rồi, nhưng không nha mọi người, hôm nay là tôi vẫn tiếp tục cho Uni tiếp. Thì hôm qua là vẫn giống như thường ngày, thường là mình đăng clip xong á là mình sẽ kéo xuống mình là mình thả tim cho mấy bạn nè, rồi xem thử là có ai góp ý kiến gì không là mình sẽ tiếp thu vô. Nhưng mà mình tình cờ mình thấy được một bạn kêu bình luận rất là hay nha, là bạn ấy có kêu như này nè mọi người: thách anh Jun cho Uni nói là anh bị mẹ ép lấy vợ đó. Trời ơi, sau khi mà tôi đọc cái bình luận này xong kiểu như là đầu óc của tôi nhảy số mọi người. Không biết là bà Uni kiểu như là nghe mình nói cái câu đó xong là phản ứng của bả như thế nào quá mọi người. Vì thế là mình sẽ thêm một tí muối vô, mình sẽ kêu là bị mẹ ép nghỉ làm YouTube đi lấy vợ, là nó sẽ kiểu như là nó hơi bị tinh tinh hơn mọi người. Mình không biết là có troll được bả hay không, nhưng mà nói chung là thử rồi mới biết ha. Mình cũng muốn biết cảm giác của Uni khi mà nghe mình nói cái câu đó sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vô tới clip là mình phải vô thư mình nhận cái đây đã mọi người. Hồi nãy là mình mới nạp nè, đây mọi người thấy không, sản phẩm tiền tệ đó, 90 thỏi hoàng bèo, 40 kim cương, là hai cái món này tốn mới là 250. Cái gì vậy bà nội, trời ơi, tự nhiên tôi đang quay clip vô hết luôn mọi người, tôi chịu rồi. Thì những cái thỏi hoàng mà mình nạp vô là mình không có dùng tới, mình chỉ dành tặng mini game cho mấy bạn thôi. Và đây là clip của ngày hôm qua, thì vẫn giống như thường lệ thôi, tên của mấy bạn đã bình luận quá trời luôn nè. Thì mình đã bỏ tên vô cái vòng quay này rồi nha, bây giờ là mình sẽ quay này. Hôm nay là sẽ có một bạn may mắn nhất. Rồi bạn Mimi này 98, bước 1 hoàn thành, bước 2 là tên, bước 3 là tóc công phu à, chắc không được. Hôm bữa giờ mấy bạn kêu chắc không được mà trúng quá trời luôn. Bữa sau là mình ghi chắc được, được không ạ? Rồi chúc mừng em nhận giải nha, anh sẽ gửi cho em là tóc 20 thỏi hoàng, gửi. Rồi tiếp đến là mini game của ngày hôm nay, mình muốn sẽ tặng cho mọi người là y chang cũ, dưới 20 thỏi hoàng là mình đều tặng hết. Còn những bạn nào mà không thích những cái phần quà đó thì mình có thêm một sự lựa chọn nữa nha. Thì hôm nay là sẽ có thêm là một cái các bạn nữa. Thì những ai mà muốn tham gia mini game thì đầu tiên là phải bấm like, đăng ký kênh, nhấn cái chuông. Bước thứ hai là bình luận tên. Bước thứ ba là những bạn nào mà muốn quà thì hãy chọn giúp mình là một trong những cái món đồ ở trong quà thư. Còn những bạn nào mà muốn các bạn thì chỉ cần ghi các bạn thôi nha. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ tới với clip đi cho luôn này. Nhưng mà từ từ, thiếu cái tinh hồng. Không thôi tên liên quan bị chửi á. Còn bây giờ thì đi thôi. Đây không mọi người, hiện tại là mình thấy Uni đang online này. Nếu mà bây giờ mình qua đó mình kêu là bị mẹ ép lấy vợ thì chắc là Uni sẽ không có tin đâu. Bây giờ là mình phải diễn cái gì đó để cho Uni tin mới được mọi người. Bây giờ gì ta, mấy cái khúc này là mình kiểu như là phải động não đó. Từ từ động não lên Jun ơi, phải có cái gì diễn biến cái gì đó ra. Tôi cũng biết giờ tôi nên làm gì nữa mọi người. Ê có cách rồi, bây giờ là mình sẽ quen Uni, rồi mình sẽ nói dẫn Uni đi chơi hay là làm thử thách gì đó, rồi lát nữa là mình sẽ vô công việc chính luôn nha. Nhưng mà có khi nào mà tôi làm cái clip này xong mẹ tôi bắt lấy vợ luôn không chạy? Thôi nói nhiều quá đi luôn nè, thiêu giỏi. Hello Uni. Ông đi ra chỗ khác coi. Gì vậy trời? Tôi đang quay clip tấp tấp, đi ra đi ra. Ủa tự nhiên mới tele qua cái bị đuổi luôn chạy. Cái gì hả? Ở ngoài chờ xíu đi. Tự nhiên kêu tôi ra ngồi chờ tí. Còn bạn bấm kêu mọi người. À vậy là cái bên này bạn quay cái gì trên top top rồi. Cái tay bạn bấm dễ đang sợ. Đang quay top top. Cái gì? Nhận đi. Đang quay top top. Tự nhiên quay tí mày nào không giữ cái chạy. Bữa giờ mọi người biết Uni làm gì không? Uni đang làm top top. Đó idol mới nhú Uni thúi. Ý bị xong rồi kìa. Xong rồi hả Uni? Đúng rồi. Ông qua đây kiếm tôi có gì không? Gì trời, thấy bè online tôi quay tôi kiếm cho có gì đâu trời. Định quay rủ bè đi chơi nè. Thôi giờ ông định chơi tôi nữa đúng không? Gì làm gì có chơi tội, sao đầu óc bè ta nghĩ tới tôi là chơi không vậy? Cái gì nào không chơi tôi ngủ đâu có ngon. Thôi chịu rồi, tôi làm gì có biết chơi online đâu trời. Cái mặt thấy ghét. Tự nhiên quay tele thấy online mình quay mình chào hỏi, tự nhiên quay kêu cái mặt thấy ghét. Gì vậy trời? Đồ khó ưa. Tự nhiên quay kêu tôi là cái đồ khó ưa. Gì vậy trời? Ai kêu chơi tôi nhiều quá anh chị? Tôi có chơi mày đâu trời. Gì vậy trời? Ngày nào không chơi. Ngày nào có chơi đâu trời. Gì vậy trời? Thích gì vậy trời không? Ôi vậy, không có giỡn gì nha. Gì vậy trời? Mày đừng có ỷ là mày có cái búa mày thích làm gì mày làm nha. Sao? Tôi còn có cái này nữa nè. Đâu cái gì? Cái súng. Mày bắn trúng không? Bắn ai? Bắn ai? Này hụt nè. Nè. Không có đứng gần. Nè. Đó, mày đứng yên đó rồi mày bắn đi nè, bắn đi. Đó. Nè. Trúng đi. Nè. đâu nha, đâu. Đi đi Uni ơi, anh có cái này là muốn nói với em này lẹ lên. Đi. Ông mà cho tôi là ông có chừng ông với tôi á. Ông có cho nữa mà hoài trời. Sao mà trốn hoài à? Lên ghế ngồi nè, ngồi xuống. Thì hôm nay anh về anh định rủ em á là đi khám phá cái này hay lắm, định quay clip lại luôn. Em đi không? Đi đâu?
Thì ở trong game này có một cái NPC mà kiểu như là những người chơi như mình nè, kể cả là em luôn, biết tới chỗ đó nhất em biết là ai không? Không. Sao mà em biết được, anh còn không biết mà. Tại sao vậy? Ở đây vậy đó. Không biết sao dẫn đi. Nhưng mà em đi không? Đi luôn, không nhưng... cho nha. Cái gì? Không cho nha. Không có cho mà hoài, cho bên này cứ cho hoài à. Đi đi đi, vậy đó. Ủa này vô tôi lấy chiếc xe ra không này? Xe màu xanh á. Xe màu xanh hả? Ừ, xe xe, à đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đi nha, đi nha. Chạy thẳng, chạy thẳng. Nhưng mà... thẳng rồi. Ừ, anh chỉ đường nha. Ừ, ok anh chỉ đường. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, thẳng luôn, thẳng luôn. Rồi, rẽ phải, thẳng luôn, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Phải. Rồi trời, quăng lại, ngược ơi, quăng lại. Ừ, ừ. Rẽ phải, rẽ phải. Đi thẳng hả? Ừ, đi thẳng, rồi, em thấy không? Dừng lại, này. Đấy. Cái nào? Đấy. À, xem bói. Đúng rồi, em có hay thường tới không? Không, em chưa bao giờ xem bói đây luôn. Đúng rồi, hồi nãy anh nói có chuẩn không? Khi mà mình quay lại đã thấy rồi, nhưng mà ít ai tới đó. Bây giờ mình xem bói thử hiểu này. Ok, anh cho tiền nha. Ờ, ok, anh trả tiền cho. Hôm nay em sẽ xem về tình yêu. Tình yêu à, vậy anh cũng xem về tình yêu luôn. Rồi, bây giờ là mình phải bóc một lá bài ở này. Đúng. Anh sẽ bóc cái lá bài từ từ phải quay đây. Em sẽ bóc lá bài thứ ba. Bây giờ mình sẽ mở này, mở. Wow. Ủa cái gì mà tập tiếng Anh không hiểu này? Thì mình đang ở Phú Âu mà. Ủa rồi gì giờ sao đọc? À vậy là cái từ đây mình biết là mọi người. Bây giờ mình sẽ đọc cho mọi người nha. Dầu lai thờ quýt bên sọ thôn bút thách ách xích gì goodbye nha mọi người đó. Em nghe anh đọc tiếng Anh em sợ quá. Em sợ mất gốc tiếng Anh lắm. Đi về Việt Nam anh ơi. Ông có biết tiếng Anh không mà ông dịch dữ vậy? Sao không biết trời. Bạn này bạn nói là tôi là sắp tới là liên quan tới tình yêu có cái gì đó đột biến đó. Thôi tào lao quá ông ơi, tôi biết mà có một thứ không bao giờ ông có được. Bất mới gì có một thứ không có được trong game này đúng không? Mày nói trong game này. Đúng. Trong game này trừ hai chiếc xe mất tiền ra thì cái gì tôi không có trời. Nè đi theo tôi. Gì ghê vậy, ở đâu vậy? Đi rồi biết. Bè đi đâu vậy? Đi Plaza. Plaza à? Ủa mớ ra bờ lê dê chứ. Ra tối này giờ đi đâu nữa? Lên xe. Ê bánh mì nè, ủa này bánh mì. Thôi, bánh mì mập lắm. Đi. Mớ mớ kêu lên xe đi đâu chạy? Lên đi rồi biết chạy. Tôi sẽ chở ông đến một chỗ đặc biệt. Rồi mày chạy đâu rồi chạy? Chỗ đặc biệt là có thứ mà ông không bao giờ có được. Mớ mớ chở ra biển kêu là có thứ không bao giờ có được là cái gì? Nhìn ngoài biển này. Nhìn ngoài biển à? Trời ơi, biển hôm nay nước biển trong xanh. Gì vậy? Có này không? Cái gì? Có cái này không? Có cái gì? Không thấy gì hết á. Không thấy gì hết à? Ờ, không thấy gì hết á. Để cho nó to lên. Nè. Không thấy gì hết á, trời mày nghĩ gì vậy trời? Nè. Mới chiều rồi, biết tôi không biết câu kế, tự nhiên lấy con kế băng ra hù tôi chạy. Mày có cái này không? Mày kêu cái gì? Nè, có không? Gì vậy trời? Kế, mày lộn con mực chứ. Không, nhưng mà ông có cái băng không? Thôi vậy là mày không có con mực. Unni thôi. Unni không có con mực. Tôi bán hết rồi. Thôi mày đừng có xạo, mày không có con mực đúng không? Không, tôi có mấy trăm con rồi luôn á. Thôi mày đừng có xạo mày ơi. Ông có cái băng không mà ông nói? Tôi không có cái băng nhưng mà tôi có con mực. Mày có không? Bây giờ người ta chỉ câu cái băng thôi chứ ai mà câu con mực. Không, nhưng mà giờ tôi có con mực rồi, mày có không? Tôi biết tại sao ông thúi rồi. Tại sao? Tại ông ở dưới cống ông câu con mực. Gì vậy trời? Đấy không mọi người, hiện tại là mình đã tắt mic rồi nên là mình nói ông này sẽ không nghe. Thì hồi nãy giờ mình cũng đã kiểu như là câu thời gian á, kiểu như là đánh trống lãng tùm lum tùm la hết. Bây giờ là mình sẽ vô cái vấn đề chính nha, đó chính là trôn ông này bị mẹ bắt lấy vợ. Thôi để tôi bật mic lên lại á. Ủa nãy giờ em đứng đây em câu cá luôn hả ông này? Đúng. Nãy giờ câu được cái gì không? Câu được con cá bò. Không hợp với bè ơi, cái bò để làm gì? Thì bây giờ mình câu con cá nó biết đâu mình lên cái băng thì sao? Anh câu không? Anh ngồi xem em câu thôi. Tự nhiên ngồi xem em câu. Thì bây giờ là anh nói thẳng luôn nha. Hồi nãy gì vậy? Wow, ok. Rồi xong, theo biển. Mẹ anh nói cái gì? Thì em nói cần câu đi, em câu đi rồi anh kể cho nghe. Ok, rồi nói đi. Hồi nãy anh quen em á, là anh định rủ em có chuyện quan trọng muốn nói. Nhưng mà suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì cái này thì nó cũng khó nói lắm. Nên thôi em câu nha, anh đi nha. Gì vậy? Em ngồi đó em câu đi, cái này khó nói lắm. Thôi anh nói vậy sao mình không nói, em tò mò lắm. Tò mò gì, nhưng mà cái chuyện này là cái chuyện khó nói lắm, nói không có được. Cái chuyện gì mà khó nói? Không, nói ra đừng có tê li, em ra kêu em câu cá ấy. Nhưng mà em muốn nói, em muốn nghe. Không, cái này thì em nghe hay là em không nghe gì nó cũng vậy à. Nên là em ra kêu câu cá nha. Là sao? Đi câu cá đi. Có chuyện gì phải nói mới giải quyết được chứ. Không, thì nói chung là hồi nãy không có cái chuyện gì ta tát hết á, em câu cá ấy nha. A few moments later. Ủa sao anh chạy về nhà rồi? Ủa anh về nhà rồi mà em vô đây làm gì? Anh phải nói cho em biết chứ, tự nhiên anh đang nói chuyện cho anh chạy về nhà là sao? Thì bây giờ nói chung là nói không có được, khó nói lắm. Cái gì mà nói không được? Thì nói chung là khó lắm. Môn này con muốn nghe không? Có. Bây giờ nói cho anh này nghe nha. Ừ. Chuyện quan trọng nha. Ừ.
Thì sắp tới là anh sẽ nghỉ làm YouTube. Sao vậy? Là anh nói chung là có tí công việc nên là sẽ không quay chung với em nữa. Ý là mình vẫn làm YouTube nhưng mà không quay chung với nhau nữa. Không, là nghỉ làm luôn. Nghỉ làm luôn à? Ừ, nghỉ làm luôn là không có làm gì trên YouTube nữa hết á. Ủa, anh làm gì? Rồi, nói chung là anh làm công việc ở nhà đâu đó. Việc ở nhà là công việc gì? Thì nói chung là có công việc khác rồi. Tại sao vậy? Mình nói thẳng ra được không? Thì nói chung là hôm qua nha. Ừ. Thì mẹ anh nói cho anh cái này là kiểu như là kêu anh đi xem mắt. Anh bị cận hả? Không, mới bị cận gì bà? Xem mắt. Xem mắt là đi xem kiếm vợ á trời. Hả? Ừ, đi kiếm vợ. Mẹ anh kêu là đi kêu anh đi lấy vợ đi. Cũng lớn tuổi rồi. Hả? Ừ, lấy vợ sinh con đẻ cái cho mẹ anh bồng. Nhưng mà anh có em rồi mà. Vậy? Anh có em rồi mà. Thì nhà của bạn kia giàu hơn nên là anh mới kêu là anh nghỉ làm YouTube á, về chỉ cần ở nhà chơi thôi. Rồi cái bạn kia sẽ lo cho anh hết. Bữa nay sao vậy? Không sao hết. Sao vậy? Không có gì hết. Quỳnh này không chúc phúc cho anh hè? Không. Ủa, tại sao lại không? Quỳnh này làm gì ạ? Bấm thoại làm gì ạ? Tự nhiên đổi cái mặt buồn gì mẹ? Vậy là anh sẽ đi đúng không? Ừ, thì nói chung là có chuẩn bị hết rồi. Hết năm nay là sẽ cưới. Bye bye. Ủa, đi luôn rồi. Ủa? Ủa, cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi mọi người ơi. Quỳnh này bỏ đi luôn rồi. Ủa, nhưng mày nói vậy là bạn cũng tin thiệt hả trời? Là sao vậy? Nhưng mà hồi nãy là mọi người thấy mình nói chậm rãi rồi, kiểu như là nói có hồn hồn đó, kiểu như là chuyện gấp á mọi người. Anh chuẩn bị đi xem mắt, anh chuẩn bị có vợ rồi. Cái Uni bỏ đi. Bây giờ là mình sẽ quay lại Uni nha. Trời, không biết mày này mày bỏ đi đâu rồi. Ôi trời, mày chuyển map luôn rồi kìa. Hello Uni. Uni. Uni, nói gì vậy trời? Em không muốn nói chuyện với anh. Vậy không muốn nói chuyện vậy? Em muốn ở một mình. Không, ở một mình là sẽ bị buồn. Em đang không có vui, em muốn ở một mình. Vậy muốn ở một mình à? Trời ơi, mới gì một mình là sẽ buồn hả trời? Thì em đang buồn mà. Thì đứng trong đây là cái đèn nó soi là hư con mắt luôn á. Đi ra đi. Hư con mắt để không phải nhìn thấy anh đi lấy vợ. Là hư muốn hư con mắt để nhìn thấy anh không đi lấy vợ à? Để không nhìn thấy. Để nhìn thấy anh đi lấy vợ để chúc phúc cho anh. Không. Rồi bây giờ là em vô túi đi. Em vô túi, em lấy cái pháo bông ra. Vô túi nhà lấy cái pháo bông ra. Rồi em bắn lên cái đùng đi, bắn lên. Wow, chúc mừng Junbi sắp tới có vợ. Đó. Anh thấy gì không? Thấy cái gì? Ở trên đầu em. Trùm ép bè cái gì vậy trời? Chúc anh hạnh phúc. Gì chúc mừng mới, chúc anh hạnh phúc. Cái gì vậy? Quýnh này. Em không muốn nghe. Mất mới gì chúc anh hạnh phúc rồi. Em nói nữa. Mất mới để cái bản tin trùm ép bè trời. Thì tụi mình đâu có còn yêu nhau nữa đâu. Em không chúc phúc cho anh à? Sao em không làm được? Tại sao không làm được? Em không làm được. Tại sao không làm được? Tại vì không có em thì sao anh hạnh phúc được? Ủa, cái gì vậy? Cho mày nghĩ gì luôn à? Đúng. Mày đi đâu vậy? Đừng. Rồi xong mày xuống cống rồi. Anh đừng có theo em. Này, anh sẽ theo em, anh sẽ xuống cống. Quỳnh này xuống cống mà sẽ bị thúi. Anh lấy vợ mà anh theo em làm gì nữa? Nhưng mà em xuống cống này em sẽ bị thúi á. Em sẽ thúi một mình. Em sẽ thúi một mình à? Em sẽ ở đây đến suốt đời. Em sẽ ở đây xuống suốt đời luôn. Đúng. Tại sao lại em lại muốn xuống đây? Tại vì ở dưới đây em sẽ không nhớ anh nữa. À, dưới này thúi là không nhớ anh nữa à? Đúng, tại vì thúi quá nên không nhớ được gì hết. Ok, vậy em nằm ở đây nha, anh đi nha. Được thôi. Anh đi nha. Tạm biệt. Đi luôn nha. Bị kết bạn luôn. Gì vậy? Bảy đồ hãy kết bạn với tôi luôn kìa mọi người. Rồi xong luôn, tôi bảo anh này dưới ống cống luôn mọi người. Hồi nãy là bé còn hù tôi là hãy kết bạn đó chứ. Trời ơi, cái mày này ghê thiệt. Để tôi đi vào đá. Gì vậy? Nhưng mà từ tại sao anh không nói với mẹ anh là anh có em rồi mà anh lại chấp nhận anh đi lấy vợ khác? Thì anh có nói với mẹ anh rồi mà. Anh kêu là nói chung mà kể tùm lum hết anh. Nhưng mà mẹ anh bắt buộc anh rồi. Giờ anh đâu có còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nhưng mà anh phải bảo vệ tình cảm của hai đứa mình chứ. Anh có bảo vệ mẹ, anh còn lấy cái khiên chống đạn ra, anh còn bảo vệ nữa, nhưng mà không được. Anh lấy cái khiên chống đạn gì mà anh nói có một hai câu mà mẹ anh cũng không hiểu nữa là sao? Nói chung là tùy vào hoàn cảnh của gia đình đó. Giờ làm gì đâu quắc quẻ quá, giờ kiếm vợ giàu để cưới. Nhưng mà em cũng đâu có nghèo đâu. Đấy, vậy là em giàu hả? Con nhỏ đó có xinh không? Từ từ, cái gì này nói nghe lại, nghe cái câu này mất hồn với ta. Đâu, nói lại coi. Con nhỏ đó có xinh không? Con nhỏ đó có xinh không à?
Đúng. Thì nói chung là cũng được à. Cũng ngang ngang em á. Cũng được. Ừ cũng được. Ngang ngang em hả? Ừ ngang ngang em. Nó phải thua em chứ sao nó lại ngang ngang em được. Ừ nó thua em, nó thua em. Con đó là con nào anh nói đi em múc nó luôn. Cái gì em đồ múc cái con nhỏ đó luôn à? Đúng. Mày nhắm mày vô đây. Mày nhắm mày quýnh lại người ta không vậy? Nó quýnh thắng em đi rồi em nhường anh cho nó. Ủa sao cái mặt em hung dữ dữ trời? Tại vì em đang bảo vệ anh với em. À vậy là có anh này bảo vệ rồi là anh không sợ ai nữa đúng không? Đúng vậy. Còn mẹ anh thì sao? Để em nói chuyện với mẹ anh. Ghê trời. Ui mày này mới ghê trời. Đi đi ôi này con nhỏ nó nè. Đi lên em muốn gặp lắm đúng không? Muốn con nhỏ nào đâu. Rồi đây đây em đừng có quánh người tè nha. Anh dẫn em đi gặp con nhỏ đó nhanh lên. Ừ nè nó nè nó nè. Đây đây lẹ lên trời. Đâu? Nhanh lên. Đó. Sao? Con này nè. Con này là em ruột của anh mà. Nhưng mặt với em á hả? Hả? Anh nhận mặt với em á hả? Nó này nó biết do này nè. Vậy là nãy giờ anh có nói thiệt với em không? Không, nãy giờ tôi cho nó chạy. Gì vậy? Ừ, nãy giờ tôi cho anh chạy. Nghĩ gì vậy trời? Nè. Đứng lại. Vậy đứng lại trời. À thì ra là đây là cái phản ứng của anh này sau khi mà nghe mình lấy vợ mọi người đó. Thấy chưa? Thấy cái mặt giận dữ chưa? Đầu tiên là giả bộ hiền đồ. Rồi xong rồi lát nữa đồ múc luôn nè. Thôi chịu ơi. Bè Uni. Bè hung dữ. Con sư tử. Tôi không. Con sư tử. Không hung dữ. Bè hung dữ. Không. Bè hung dữ. Đứng lại đi em có sự bất ngờ tới cho anh nè. Thôi mày đừng có sợ mày ơi. Mày đang giận mày có sự bất ngờ vậy? Thiệt em hết giận anh rồi. Vậy tôi cho như thế mà bè không giận luôn à? Ừ không giận nữa. Giờ có sự bất ngờ cho anh. Bất ngờ gì hả? Có ngôi nhà mới cho anh. Vậy em mua nhà mới cho anh? Đúng. Gì thiệt không mày trời? Thiệt không? Nhà đẹp lắm mà kiểu như là đầy đủ tiện nghi luôn. Đâu? Anh muốn coi không? Đó chưa có chứ sự bất ngờ mua nhà cho anh là phải coi chứ. Ở đâu vậy? Anh đi theo em nha. Ờ ok. Tele hay gì? Đúng. Ủa mất luôn rồi trời. Bạn này bẻ biến nhanh dữ vậy. Uni không giận tôi mà còn có sự bất ngờ dành tới cho tôi nữa. Bây giờ là tôi sẽ theo thử nha. Đấy anh tới rồi nè. Nhà đâu? Nè bây giờ anh thấy mấy cái nhà này nhiều không? Thì mấy cái căn nhà này anh cũng có mà. Hay là do nhà của người lạ? Không. Nhà của anh đặc biệt hơn mấy căn nhà này luôn. Lên xe. Rồi lên rồi nè. Đi đâu vậy? Đi lấy nhà mới cho anh. Ủa cái ngồi này làm gì có nhà mới? Có. Từ. Phải đứng lên lái xe này mới thấy được. Nè đứng lên đây. Ê từ từ. Tôi thấy cái khung cảnh này quen lắm nha. Nằm xuống. Hả? Nằm xuống. Nằm ấy chi trời? Nhanh lên. Không có nằm ấy đâu. Tự nhiên nằm ấy chi? Tôi nói không nằm xuống không có nghe không? Ừ nằm xuống nè. Rồi sao nữa? Rồi nằm ở đây luôn nha. Đây là nhà mới của ông. Cấm ông bước chân vô nhà. Sao nãy kêu hết giận rồi mày. Tự nhiên giờ cấm trời. Nãy hết giận giờ giận lại được không? Mặt gì mặt thấy ghét dữ trời. Sao? Không có. Nó giỡn á. Nó giỡn thì cũng ngồi ngoài đây chứ đâu được vô nhà đâu. Ủa, nằm ở thiệt hơn này. Đúng. Để tôi quay lại cho mọi người coi. Gì vậy? Lêu cái đồ bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Gì vậy trời? Lêu. Tí tôi đang lên tết. Trời mọi người ơi, cứu tôi mọi người ơi, cứu tôi.